con này là Sony nha anh em, Sony hàng Đức gì à nha, nhưng mà nó là sản xuất tại Pháp nha anh em. Này có tem hải quan này, Đức thứ nhất, thứ hai là Made in Fancy này không, được chưa, điện 220 vô chơi luôn nha, mình đang nghe qua tai nghe này cực kỳ hay nha anh em. Này ối ra này, con này nó có cái volume âm lượng luôn nha, mở to nhỏ luôn. Cái tai nghe này cũng có volume âm lượng luôn nha. Đấy, đồ xưa chất lượng anh em. Vô này. Vô chơi nha. Của Pháp nha anh em, sản xuất tại Pháp nha, Sony mà sản xuất tại Pháp nha. Dạ, vô rồi chơi nha. Im lặng, next bài này, bài số 5 đi nha. Im lặng. Mở to lên nè. Em nghe không? Chỗ này nó có cái volume này, volume cho tai nghe. Con này cũng có volume luôn. Mỗi tai mỗi cần gạt. Đèn đẹp nha, thấy không? Nó có cái mã nó cho anh em Google luôn, có mấy công này. Mình làm một lần thôi. Đó, ok chưa? 195 nha.